hơn 600.000 cho một bộ giải mã DAC của VGTV có model mới DA9 Plus các bạn nhá. Thì với bộ giải mã này nó sẽ có tác dụng là gì? Đầu tiên đó chính là nó sẽ giúp chuyển đổi những cái tín hiệu để có thể xuất ra được cổng AV. Ví dụ bạn đang sử dụng một chiếc TV đời mới không có cái cổng AV trắng đỏ như này để xuất tiếng audio out ra, thì bạn sẽ thấy là ở trên TV nó sẽ có cổng digital này, và bạn sẽ lấy tín hiệu từ cổng digital của TV cắm vào đây để có thể xuất được ra cổng này. Và ngoài ra những bộ giải, những bộ âm thanh dù là có cao cấp, có đắt tiền, đôi khi những cái thiết bị đó nó lại không có cổng Bluetooth, không có Bluetooth để kết nối, thì bạn có thể sử dụng cái bộ chuyển đổi DAC này để có thể kết nối Bluetooth vào đây, và từ đây nó xuất được cổng AV cắm vào bộ giải của các bạn. Và tại vì sao mà với giá thành là trên 600.000, với một cái sản phẩm như thế này, một thiết bị như này, có rất nhiều thiết bị khác cùng sử dụng được chức năng như thế này, mà tại sao VGTV DA9 Plus mới lại có giá thành cao như vậy? Mình bán và mình cũng nói là giá thành này khá là cao so với mặt bằng chung. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là chất lượng bạn nhé. Khi mà các bạn sở hữu những cái bộ dàn âm thanh, anh em đã chơi âm thanh thì anh em muốn có những cái nguồn nhạc đầu vào nó tốt, sau đó mới qua bộ dàn của chúng ta để cho được cái trải nghiệm âm thanh hay, thì mọi người hãy cân nhắc, hãy nghiên cứu mua sắm một bộ chuyển đổi này. Bộ chuyển đổi này đi kèm theo có khá là nhiều phụ kiện, có pin kèm theo này, cái dây quang này, điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa của VGTV này các bạn có thể chuyển đổi ngõ vào, và ngoài ra còn có thể tăng hoặc giảm tiếng chép, tiếng bass ngay từ cái nguồn nhạc đầu vào các bạn nhé. Đấy, đây là dây AV này, dây AV này thì các bạn sẽ cắm vào cổng trắng đỏ này. Và dòng này là dòng của VGTV, chính vì thế mà sẽ có thời gian bảo hành là 1 năm. Lưu ý, một cái lưu ý đó chính là với hàng của bên mình cung cấp là sẽ có tem bảo hành của VGTV dán vào đây. Cái tem xanh này không thể nào bóc ra được bạn nhé. Khi bóc ra thì nó sẽ để lại một lớp mạ ở đây, nên là không bóc được. Và hàng mà không có tem thì không bàn tới. Còn hàng mà chính hãng của VGTV nó sẽ như thế này. Các bạn lưu ý các bạn nhé. Để thắc hỏi giá bán, hãy bấm vào dấu bên góc bên trái. Cảm ơn các bạn đã xem video.